Vào chiều ngày 12 tháng 4 năm 2020, Di Cụ Thái bất ngờ tung clip trong đó anh gảy đàn và hát bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Chuyện Kỳ Đi Sát ôm đàn và hát những bài hát tiếng Việt vốn chẳng có gì là lạ lẫm với người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Bởi sở dĩ anh đã làm điều này trong suốt gần chục năm khi còn thi đấu tại Hoàng Anh Gia Lai và là huấn luyện viên tại đội bóng này. Nhưng tất cả trong chúng ta thật sự ngỡ ngàng, bởi sao cả gần thập kỷ trôi qua nhưng vốn tiếng Việt của huyền thoại bóng đá Thái Lan vẫn còn rất tốt. Và tình cảm của anh dành cho những bài hát tiếng Việt cho những cổ động viên Việt Nam vẫn còn rất lớn ở trong anh. Có lẽ trong rất nhiều người hâm mộ vẫn còn chưa biết đến những điều thú vị và khó khăn nhất trong mối lần duyên giữa Bầu Đức với Kỳ Đi Sát ở thời điểm hơn 10 năm về trước, khi đội bóng Phú Núi chiêu mộ thành công ngôi sao của bóng đá Thái Lan. Trước khi đi vào vấn đề thì chúng ta hãy cùng nghe Kỳ Đi Sát hát bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Quay lại thời gian cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, lúc bấy giờ thì tên tuổi của Kỳ Đi Sát phủ bóng xuống cả bóng đá Đông Nam Á. Với lối chơi bóng hiện đại, tốc độ, kỹ thuật và đầy biến ảo, Di Cụ Thái khi ấy được xem là ác quỷ ngày thơ. Bởi sao mỗi bàn thắng anh ghi được thì Kỳ Đi Sát lại nở nụ cười rất hiền lành. Không một đối thủ nào muốn gặp Thái Lan vào thời điểm đó, bởi chẳng ai tìm ra được cách để vô hiệu hóa Di Cụ Thái. Và kết quả luôn là thất bại như nhau. Một hậu vệ sẽ trở thành ngôi sao ngay lập tức và sẽ được sự ngưỡng mộ rất lớn, thậm chí là trở thành thần tượng của rất nhiều người nếu như anh ta phá được Kỳ Đi Sát trong một trận đấu. Ngay cả đội tuyển Việt Nam khi ấy cũng chỉ đặt mục tiêu là vào đến chung kết, bởi tất cả chúng ta đều mặc định rằng Thái Lan của Kỳ Đi Sát rồi cũng sẽ vô địch. Nói như vậy để chúng ta hiểu Kỳ Đi Sát xuất sắc đến thế nào, và cũng vì thế mà nhiều đội bóng, nhiều đại gia tại Đông Nam Á đều khát khao muốn đưa Kỳ Đi Sát về với đội bóng của mình. Cuối cùng, người thắng cuộc lại là Bầu Đức sau một bản hợp đồng được xem là thế kỷ lúc bấy giờ. Kỳ Đi Sát về với Bầu Đức, về với Hoàng Anh Gia Lai, về với Phú Núi. Ngay lập tức, cả Đông Nam Á rong rang ra câu hỏi, Bầu Đức là ai, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng nào? Ngay cả Bầu Đức sau này cũng thừa nhận, tôi cảm thấy bất ngờ bởi Kỳ Đi Sát là giấc mơ không thành của rất nhiều đại gia bóng đá trong khu vực. Ngay đến cả những đội bóng rất giàu mạnh ở V-League lúc đó cũng không dám mơ, thì một cái tên vô danh đang chơi ở giải hạng nhất là ở tận núi rừng Tây Nguyên thì làm sao mà có cửa. Lúc ấy tôi cũng bị báo chí chỉ trích là nổ, là PR, còn chính quyền thì càng ngăn tôi bởi họ sợ tôi lại chơi quá ngông. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi làm việc như một thằng điếc không sợ súng. Bởi tôi nghĩ rằng mình có tiền, mình có thể thuyết phục thì tại sao mình không dám thử một phen. Thắng thì tốt, thua thì thôi, cái được là kinh nghiệm, thế là tôi cứ cắm đầu vào làm. Thông qua một kênh đối tác ở Thái Lan, Bầu Đức đã có được kênh liên lạc với Kỳ Đi Sát. Nhưng ban đầu chính Di Cụ Thái cũng không tin vào cơ hội này bởi anh không biết Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng nào, đang ở đâu, ngay cả Google cũng chẳng có mấy kết quả là bao. Lúc bấy giờ Bầu Đức và các trợ lý của mình kiên trì bằng mọi phương tiện liên lạc như điện thoại, email hay fax. Nhưng khổ nỗi Kỳ Đi Sát không thèm chú ý đến dù chỉ một lần. Sau cùng Bầu Đức quyết định đưa ra một quyết sách là đánh thẳng vào kinh tế và đưa ra những điều khoản mang tính đãi ngộ chưa từng có mà chính Kỳ Đi Sát cũng không thể tưởng tượng ra. Và Di Cụ Thái đã thật sự ngồi vào bàn đàm phán. Ngay khi Di Cụ Thái ngồi vào bàn đàm phán, dư luận của Thái Lan như muốn nổi điên. Họ không chấp nhận cho huyền thoại sống của mình chơi cho một đội bóng ở giải hạng nhất của Việt Nam. Họ đưa ra hàng tá những bài báo mang tính mỉa mai và nhục mạ. Còn Bầu Đức thì tâm sự, người Thái càng phản đối bao nhiêu, tôi lại càng hứng thú bấy nhiêu và càng quyết tâm chiêu mộ cho bằng được Kỳ Đi Sát.
Rồi cuộc đàm phán cân não cũng diễn ra khi đôi bên bàn cụ thể về các điều khoản liên quan đến tài chính. Lúc ấy các đội bóng như Singapore, Indonesia, Malaysia và cả những câu lạc bộ Thái Lan cũng theo đuổi Kirishak. Mà Di Cô Thái lúc ấy có vẻ như đang nghiêng về Singapore nhiều hơn, nơi anh có lợi thế về vốn tiếng Anh. Chứ học tiếng Việt lại ngay từ đầu khiến anh cũng ngại. Bầu Đức khi ấy đã lặng lẽ đưa một bản hợp đồng được viết sẵn có chữ ký của ông ở phía dưới và để trống ô tiền lương. Kirishak khi ấy muốn bao nhiêu thì tự điền vào ô trống đó. Thấy Di Cô Thái còn lưỡng lự, Hoàng Anh Gia Lai tung ra một đòn quyết định. Đổi trả lương cao nhất cho anh là bao nhiêu, tôi sẽ trả cho anh cao hơn họ 20%. Tôi cũng đưa siêu xe, biệt thự cho anh dùng luôn. Rất hài lòng về các quyết định đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng Kirishak có đôi chút lo lắng. Ông lấy đâu ra tiền để trả cho tôi? Và chỉ chờ có vậy, Bầu Đức lạnh lùng rút điện thoại lên và tài khoản của Kirishak đã nhận đủ 2 năm tiền lương. Bản hợp đồng được thông qua và kết thúc sau 2 tháng đàm phán đầy cân não. Mà chính Bầu Đức cũng thừa nhận rằng nó rất khó khăn đến mức đại đa số sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Hợp đồng giữa Kirishak với Bầu Đức là bản hợp đồng đình đám nhất trong lịch sử của V-League tính đến thời điểm hiện tại. Bầu Đức sở hữu cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó, giành 2 chức vô địch liên tiếp bằng đội hình được gọi là The Dream Team. Nhưng giá trị của Kirishak còn cao hơn thế gấp cả trăm lần. Chiến thắng liên tiếp của đội bóng Phú Núi trên sân cỏ đã tạo ra một cú hích cực lớn về mặt thương hiệu cho Hoàng Anh Gia Lai, thương hiệu cho Bầu Đức và mở ra một giai đoạn phát triển thần kỳ theo cấp số nhân trên thương trường sau này. Bầu Đức cũng đề nghị để Kirishak trở thành đại sứ thương hiệu, trưởng đại diện cho đồ gỗ của Hoàng Anh Gia Lai trên đất Thái Lan. Đây cũng là một bản hợp đồng bom tấn, nhưng lần này thì chi phí lại thấp hơn rất nhiều. Không chỉ thế, mà Kirishak còn là cánh tay phải của Bầu Đức trong việc xây dựng chiến lược đào tạo trẻ, tìm kiếm các đối tác phát triển cho kế hoạch này. Cụ thể là vào năm 2006, chính Di Cô Thái đã lái xe đến câu lạc bộ Murathong United để tham khảo mô hình đào tạo hợp tác với Arsenal CMG và đặt những viên gạch đầu tiên cho lò đào tạo. Hoàng Anh Gia Lai Arsenal CMG danh tiếng với những lứa cầu thủ tài năng như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn sau này đã tạo ra một sức bật cho nền bóng đá Việt Nam, tạo ra lứa cầu thủ trụ cột mang về rất nhiều thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà. Trong 8 năm làm việc tại Hoàng Anh Gia Lai, Kirishak cũng để lại rất nhiều câu chuyện thuộc hàng giai thoại mà chỉ có những huyền thoại mới sinh ra được những giai thoại. Một câu chuyện kể rằng Di Cô Thái rất chuyên nghiệp, anh không uống rượu bia, thuốc lá khi tập luyện hay khi thi đấu, dù trữ lượng của anh thật sự rất cao. Một bữa tiệc cùng rất nhiều danh thủ Việt Nam cùng thời được tổ chức, Kirishak đã uống một trận để đời khi tất cả các anh em đồng đội, đồng nghiệp đều gục hết. Di Cô Thái tự gọi taxi cho từng người về, còn bản thân mình tự thanh toán hóa đơn rồi trở về khách sạn một mình. Trong cả sự nghiệp của mình thì Kirishak luôn chứng tỏ mình là cầu thủ số 1 trên sân cỏ, là sát thủ không ai muốn gặp. Nhưng một khi đã bước ra ngoài đời thì đó là một Kirishak rất gần gũi, thân thiện, chân thành với nụ cười luôn nở trên môi. Trong những buổi tiệc vui của đội bóng, bạn bè hay đồng đội, Kirishak lại ôm đàn và làm đủ trò để buổi tiệc luôn đầy ắp tiếng cười. Di Cô Thái bảo học tiếng Việt rất khó nên cần có cảm hứng. Thế là anh học tiếng Việt qua những bài hát Việt, nghe nhạc Việt. Mỗi khi tập xong, Kirishak lại ngồi ôm đàn trên ban công và nghêu ngao bài hát Việt Nam để giúp anh hiểu được tiếng Việt, hiểu người Việt, cũng để gần gũi với đồng đội và các cổ động viên Việt Nam hơn. Sau bao nhiêu năm trôi qua, dù là đối thủ hay đồng đội thì Kirishak luôn nhận được tình cảm của giới cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hiện tại Di Cô Thái cũng luôn giữ hình ảnh đẹp và những ký ức đẹp về người Việt Nam, về bóng đá Việt Nam trong trái tim anh. Sau những lùm xùm về phát ngôn của anh trước đây với bóng đá Việt Nam, Di Cô Thái đã tỏ ra rất bực tức với những tờ báo lá cải đã cố tình viết nên những điều mà anh không nói, gây ra những sự hiểu lầm đáng tiếc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Kirishak thật sự rất thông minh. Anh biết xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, biết sử dụng đúng sở trường của mình để tạo ra hiệu quả cực đại. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì mọi hoạt động bóng đá đều dừng lại. Di Cô Thái lại ôm đàn hát bài hát tiếng Việt theo cách dễ thương nhất và khiến cho nhiều tờ báo của Việt Nam dành rất nhiều sự quan tâm đến câu chuyện này của anh. Điều đó càng khiến cho hình ảnh của Kirishak càng thêm đẹp trong mắt, trong trái tim của mỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và sự trở lại Việt Nam lần này là một sự trở lại ngọt ngào nhất với Di Cô Thái sau hơn 10 năm.